Xin chào các bạn, mình là Hưng. Hiện tại mình đang là founder và giám đốc điều hành của Web Agency, một công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái vị trí công việc rất là mới trong ngành thương mại điện tử, đó là Business Development. Business Development hay còn gọi tắt là BD thì hiểu đơn giản nó là việc bạn phát triển và thúc đẩy cái công việc kinh doanh của nhãn hàng ở trên nền tảng thương mại điện tử thông qua việc bạn nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường, từ đó đề xuất các cái kế hoạch bán hàng và marketing cho nhãn hàng. BD trong e-commerce sẽ khác với BD ở các cái công việc của các ngành nghề khác ở chỗ là với BD thì đúng như là ý nghĩa của nó là phát triển kinh doanh, nhưng mà với e-commerce thì ngoài việc phát triển kinh doanh cho chính công ty đó thì các bạn cần phải phát triển hoạt động kinh doanh cho đối tác của các bạn, tức là việc các bạn phải đề xuất các cái chương trình marketing, các chương trình bán hàng để phát triển cho chính cái nhãn hàng của các bạn, và làm thế nào để doanh số của họ tăng lên và làm thế nào để thương hiệu họ ngày càng được gia tăng nhận diện trên thị trường. Với bất kỳ dự án kinh doanh nào với các đối tác thì không chỉ là các cái công việc hàng ngày mà mình cần phải follow từ cái kế hoạch công việc tháng, tuần, và từ đó sẽ ra được cái to do list công việc hàng ngày của các bạn đi đi. Thì các cái công việc hàng ngày phổ biến với các bạn đó là việc các bạn cần làm việc với các khách hàng, với các cái chương trình marketing khuyến mãi, hay là xử lý các cái vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển đơn hàng. Hai là các bạn cần làm việc với các bộ phận chuyên môn như là digital marketing, content marketing hay là SEO hay là media. Ba là việc các bạn cần theo dõi và tracking các cái dữ liệu về báo cáo hiệu quả hoạt động của đơn hàng hàng ngày, chẳng hạn như là lượng order hay là tỷ lệ chuyển đổi nó bất ngờ giảm đột ngột, thì các bạn cần phải phân tích nguyên nhân và từ đó cùng với khách hàng tìm ra những cái giải pháp để khắc phục vấn đề đó. Và cuối cùng là việc các bạn cần thường xuyên nghiên cứu và cập nhật những cái thị hiếu, những cái xu hướng mới của thị trường, từ đó đề xuất cho khách hàng các cái kế hoạch và định hướng phát triển mới cho ngân hàng. Có một thống kê như thế này là đến 2019 thì thương mại điện tử Trung Quốc đã chiếm đến 36,6% doanh thu trên tổng doanh thu bán lẻ, còn ở Việt Nam con số đó chỉ mới là 1,9%. Và dự báo đến 2023 thì doanh thu thương mại điện tử của Trung Quốc sẽ chiếm đến 64% tổng doanh thu bán lẻ. Đây là một con số rất lớn cho thấy cái tiềm năng và cái cơ hội ở thị trường thương mại điện tử. Và thậm chí ở Trung Quốc thì chiến lược thương mại điện tử đã trở thành cái chiến lược quốc gia. Vì thế thì ở Việt Nam thì cái xu hướng thương mại điện tử đang đi sau Trung Quốc, mình nghĩ là tầm khoảng 10-15 năm đấy. Cho nên là cái cơ hội và cái tiềm năng phát triển nó vẫn còn rất lớn. Và với cái nghề BD này thì nó cũng vô cùng lớn nữa. Vì với việc là đây là một cái ngành nghề mới thì các nhãn hàng sẽ thường tìm đến các sàn thương mại điện tử là một cái kênh thương mại điện tử dễ nhất để bắt đầu. Và cái vị trí BD này các bạn có thể làm việc ở trong các cái công ty về nền tảng thương mại điện tử như là sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki này, hay các cái công ty cung cấp về giải pháp thương mại điện tử, các công ty agency về thương mại điện tử. Và với việc bắt đầu với BD thì cái lộ trình công việc của các bạn cũng sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để phát triển, từ việc trở thành một người business development thì các bạn có thể phát triển đến các vị trí quản lý, các vị trí giám đốc ngành hàng, hay là sau này các bạn hoàn toàn có thể ra tự mở được một cái business kinh doanh bán hàng riêng của mình, một cái nhãn hiệu thương hiệu riêng của mình, đúng không nào? Đến với công việc này thì nó xuất phát từ một cái niềm đam mê yêu thích đơn giản của anh, là anh rất là thích bán hàng. Và sau đó là anh đã tự mở một cái nho nhỏ bán hàng của mình ở hồi đại học, cũng bắt đầu với các cái nền tảng thương mại điện tử như là website, Facebook hay là các sàn thương mại điện tử. Và sau đó khi anh đã có một cái kinh nghiệm nhất định trong việc anh tự bán hàng rồi thì anh đã thành lập nên Dream Agency. Trong cái công ty của anh thì cũng có cái vị trí BD là trực tiếp làm việc và quan hệ với các đối tác khách hàng. Ba điều mình yêu thích nhất ở công việc này, thứ nhất là mình học hỏi rất là nhiều kiến thức mới về kinh doanh, không chỉ về marketing, sale, mình còn học hỏi được về thanh toán này, về logistics này, tất cả những yếu tố cần cho một cái mô hình kinh doanh bán hàng đạt được hiệu quả. Thứ hai là việc mình phát triển được rất là nhiều kỹ năng, từ việc mình sẽ cần nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch hay đề xuất ra các cái chương trình và kỹ năng đàm phán với đối tác. Cuối cùng là việc mình phát triển được rất là nhiều mối quan hệ
mini mà mình sẽ cần làm việc với rất nhiều đối tác, thậm chí là giám đốc hay là CEO của các công ty bán hàng. Thì từ đó mình học hỏi được thêm những cái kiến thức và những cái tư duy để phát triển doanh nghiệp của họ. Về khó khăn thì mình nhận thấy là thương mại điện tử mới phát triển và mới bùng nổ tại Việt Nam. Vì vậy cái lượng thông tin về nghề còn rất ít và việc các bạn tiếp cận với nghề sẽ còn gặp hạn chế. Và cái khó khăn thứ hai nó đến từ việc là vì nó cũng mới cho nên là đối tác của các bạn cũng sẽ có rất là ít kiến thức và rất là ít những cái kinh nghiệm để phát triển cái chiến lược bán hàng ở trên nền tảng thương mại điện tử. Từ đó các bạn sẽ cần mất nhiều thời gian hơn để educate và để làm thế nào để giúp cho đối tác của các bạn hiểu được cái chiến lược và những cái kế hoạch marketing và bán hàng mà các bạn đưa ra hay các bạn đề xuất cho đối tác. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như là việc các bạn đề xuất một cái chương trình khuyến mãi giảm giá thật là sâu với cái sản phẩm A, hoặc là các bạn mua sản phẩm A tặng hẳn một cái sản phẩm B. Tuy nhiên khách hàng sẽ nghe rất thắc mắc cái vấn đề trước mắt là như thế này thì lỗ quá hay như thế này thì không thể là giảm giá được. Tuy nhiên là bạn cần phải educate cho khách hàng hiểu là khi các bạn xây dựng một cái chương trình như thế thì các bạn sẽ thu hút được thật nhiều lượng khách hàng mới follow cái gian hàng của bạn, hay là thu hút thật nhiều cái traffic tăng tỷ lệ chuyển đổi để đẩy sản phẩm của bạn tăng cái thứ hạng lên trên các nền tảng thương mại điện tử. Thì việc cái thương mại điện tử nó mới dẫn đến việc các bạn cần phải educate cho chính đối tác của các bạn nhiều hơn và giúp họ hiểu một cái chiến lược phát triển bền vững trên nền tảng thương mại điện tử. Về kiến thức thì các bạn cần trang bị, thứ nhất là kiến thức về marketing and sale, thứ hai là kiến thức về thương mại điện tử, thứ ba là những kiến thức liên quan đến công việc thương mại điện tử như là về thanh toán, về logistics, vận chuyển, kho bãi. Và cái cuối cùng mình nghĩ cũng rất là quan trọng là việc các bạn cần phải hiểu sản phẩm thì các bạn mới tư vấn được cho đối tác của các bạn. Vì vậy các bạn cần phải trang bị thêm những kiến thức về các ngành hàng, ví dụ như là mẹ bảo bé hay là thời trang hay là điện tử sẽ đều có những cái chiến lược kinh doanh hay là những cái kế hoạch marketing khác nhau. Về kỹ năng thì mình nghĩ là một bạn BD sẽ cần trang bị khá là nhiều kỹ năng, và một người làm BD sẽ trang bị tương đối toàn diện. Thứ nhất là cái kỹ năng về nghiên cứu thị trường, thứ hai là phân tích dữ liệu data analyst, thứ ba là về cái kỹ năng đàm phán, thứ tư là về các kỹ năng về lập kế hoạch và đưa ra chiến lược đề xuất cho khách hàng, và cuối cùng là mình nghĩ là về cái khả năng thích nghi và chịu áp lực với công việc. Thì BD là một công việc chịu áp lực rất là cao, vậy nên các bạn là có một cái sự bền bỉ tốt sẽ giúp cho các bạn có một cái hành trang vững vàng trong cái công việc này. Trong một cuộc hội thoại giữa Piu Piu và Virus thì khi được Piu Piu hỏi rằng là ông có cảm thấy sợ không, thì Virus đã nói rằng là không, tôi chẳng sợ gì cả. Trong lúc mà người ta còn phải nghĩ rằng là có nên sợ hay không thì tôi đã chuẩn bị để thất bại không bao giờ đến. Và mình nghĩ rằng cái quan trọng nhất với một bạn sinh viên để theo đuổi bất cứ một ngành nghề nào là sự chuẩn bị. Khi các bạn chuẩn bị đủ tốt thì các bạn đã đi nhanh hơn rất nhiều người khác rồi. Và khi các bạn chuẩn bị đủ tốt thì các bạn sẽ có đủ sự tự tin, cộng với việc các bạn dám nghĩ, dám làm và dám đề xuất thật nhiều ý tưởng táo bạo với đối tác của các bạn, thì dù nó thành công hay là thất bại, mình tin rằng các bạn sẽ có rất là nhiều cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm quý báu. Cuối cùng thì các bạn nên cập nhật thật nhiều cái thông tin và cái xu hướng mới của thị trường, vì thương mại điện tử nó luôn luôn thay đổi với cái xu hướng phát triển của công nghệ của 4.0. Và hãy thật sự quyết liệt và kiên định theo đuổi với công việc mà các bạn đã lựa chọn. Một ngày nào đó thì quả ngọt sẽ đến với các bạn. Và chúc các bạn sẽ gặt hái được thật nhiều giá trị và thành công với nghề e-commerce.